bạn còn mong gì hơn? Đây chính là sữa tắm thích hợp cho da bạn. Sữa tắm pH 5.5 2 trong 1 của Johnson thật tuyệt, thật hợp với da, không như những sữa tắm khác. Sữa tắm pH 5.5 2 trong 1 của Johnson có độ pH thích hợp, vừa làm sạch vừa làm mịn da, cho bạn làn da thật khỏe đẹp để có làn da mềm mại, sáng đẹp. Hãy dùng sữa tắm pH 5.5, làn da khỏe mạnh, mịn màng chính nhờ pH 5.5 của Johnson & Johnson.